kia biết làm không nghe trời. Nhỏ kia mấy... trời mặc đồ đẹp quá vậy ta. Trời ơi nay giờ giờ ai dễ thương nha. Giờ này nó quất cái bộ đồ. Hả? Nó thấy sụi luôn. Dạ. Mà mới tỉnh dậy hả? Trời ơi Hồng, Hồng đâu có mới ngủ dậy đâu. Hồng đi tiệm mà xong Hồng mới về. Ủa anh Ba, mấy cái hũ này anh Ba mua ở đâu? Thường thường mua ở đâu anh Ba? Hả? Mấy cái hũ này. Hũ đó anh đâu có mua. Nhưng mà mấy hũ không này thường thường mua ở đâu đây? Anh không có xài. Hũ xong mình nên nó nằm hũ bột hả? Hả? Đâu đi vô mà một cái bên này hả? Có bán không? Có. Giờ có chớp chớp không ta? Chớp lót nó cũng có nữa. Chớp lót cũng có nữa hả? Ờ. Không có ở lại đây không? Hồng đi nhậu. Chắc Hồng đi nhậu. 6 hũ mấy đồng à? 6 hũ mấy đồng hả? Rẻ. 6 hũ có chừng đồng 2 đồng à? Trời ơi vậy rẻ. Vậy chớp lót ở đâu? Ngay chỗ tiệm anh đó. Chỗ No, no, chỗ đó, cái chỗ đó là Family Dollar. Đó là Family Dollar. Ở đó nó cũng có nữa. Vậy bữa nay đâu có bán không ta? Không có, nó chủ nhiệm. Hôm nay người ta không có mở cửa. Nay nó có mở nó cũng đóng sớm. Đi đâu à? Không là ăn luôn. À, đi uống chai bia, cho chai bia uống thôi, uống chai bia. Mấy chồng còn ta. Cái cửa đóng mà. Tên vô tủ lạnh lấy chai bia coi. Cửa hình như hết rồi, không biết còn không, còn một hai chai à. Lấy ra hết đi. Lấy cây diêm thôi. Rửa tay đi coi có bao tay cái gì không. Nó không có cái đồ nào mát hơn nữa nè. Giờ này mà con mặc đồ này 80 mấy độ. Có nhưng con có mặc sao con ngang cũng đắt luôn. Em cho nó mượn bộ đồ đi. Đi con mượn quần đi. Vô cho nó mượn cái quần với cái áo. Giờ này muốn mặc nguyên cái áo lạnh. Cái áo này. Mặc áo lên, mặc áo mình cho cái quần với cái áo luôn đi. Trời ơi, giờ này nó quất bộ đồ không có mình na luôn á. Cái áo luôn. Trời ơi, thấy nó mặc bộ đồ nặng nóng rồi. Giờ này có mình na luôn á. Điều bây giờ này chỉ có muốn ở chân ở chuồng thôi. Thôi bỏ đi. Làm gì nổi. Nóng mà cố luôn. À. Chết rồi, quần sọt của em giờ chắc ti nó hưởng hết rồi ta. Thế làm được gì? Nay Hồng đâu có đi làm đâu, Hồng lên Hồng dọn dẹp, Hồng quốc tiện con 40. Thấy mấy con vô hỏi mà không có làm. Nay không có bác. Nó hỏi nhiều lắm. Nó vô nhiều lắm mà không có bác. Ừ. Nay làm gì nó vô nhiều mà không bắt anh ba làm. Hả? Sao anh ba không làm? Không. Tận là máy nó cũng không có. Máy nó cũng chưa quất nữa. Hai ngày nay máy nó không có. Xong rồi lấy cái dây đưa con. Bỏ đại lên đi con, còn mấy con này. Cháu uống miếng nè. Cầm nó uống đàng hoàng, uống kiểu kỳ vậy cô. Nè. Chưa có tay chân nó thiệt. Đây rút luôn cho. Muối nó, cái muối gì, cái muối nó nhuyễn mịn. Ồ, thì muối, tiêu, đường, một ngọt. Ăn vô cái người pha. Đúng không? Thank you.
lên, một máy đồng lên, hai nhà không có, con khách nó đứng nó năn nỉ quá, mày có thể mày làm giùm con tao không, bút 40, thấy nít thôi ăn 40. Thôi thôi lặt con nít rồi á. Không? Hả? Đi chơi. Ôi, sở thịt đi con. Trời, suy nghĩ thì sao không biết chơi vậy trời nè. Thả thịt luôn đi. Nó để chờ. Trời ơi, giờ đây đánh cái đá không được vậy ta. Rồi con ba lấy cái. Có cọng dây. Tưởng là dây gần cột cái cầu dưới chân đá cho nó dễ. Bỏ thịt vô nướng. Trời, ta cởi cái áo ra luôn đi trời ơi. Muốn tắm bơi không? Tắm bơi bỏ nước vô. Muốn tắm bơi rồi bỏ nước vô. Nay ra chơi con. Mà xong rồi ăn đi. Anh đang quay em hả? Không có. Xong cho tại nó không chịu mặc chứ bỏ mắc cờ tại áo chị đài nó hở thì thứ gì đâu đâu phải có cái đồ đó không đâu giờ nó quất cáo lạnh không giống ai chọc cháo dần để tự động chút xíu nó nóng là nó lấy cái chén khác nữa con lấy thêm cái chén nè. Ăn chanh cho muối đó. Có ăn nước tương đó, nước tương với giấm với ớt. Ăn gì không? Cái này ăn sao vậy? Cái tôm này nó ngọt coi. Bởi vì ba mua tôm này, cái tôm này là cái tôm tôm đỏ vỏ cứng. Ăn con ăn luôn cũng được nữa. Ăn đi con. Không, ăn luôn vỏ cũng ngon, ăn luôn vỏ tốt không? Đây cái tôm này là cái tôm. Xong mày xỏ bò vô cho ba nha. Vỏ nó ngon lắm. Xỏ bò ba nướng bò. Cái tôm này rất là ngọt nhưng mà cái vỏ nó cứng. Mới đài đâu con? Giờ này đang ăn về đi ăn sushi bó tay nè. Nó quẩn ha. Nó đang sushi rồi ai ăn cái này của gì ba? Do vậy là kỳ lắm rồi nha. Nói
Nó ghé bà ác này chị. Vậy mà anh ba nói bò, em tưởng cái này là bò nó gì. Bò bò chứ bò này nữa. Bỏ nó luôn đi con. À, đem cái đó đi. Đem cái bò. Không, rất là yên đương. Ớt, ớt anh không ngọt quá hả? Trời, bữa nay mới biết ăn ớt này ngọt ghê em. Ớt chỉ cần... Trời ơi. Cần tay là ăn không. Ừ. Sống nó giòn. Ngọt quá không? Thì đó giờ mới biết ăn. Bò đó chị à. Bỏ vô đây. Thử. Còn cái này rồi kìa. Thử bên đây. Tôm này nó ngọt như tôm luôn. Tôm càng. Hồi nãy giờ em đâu không ăn em. Kêu hoài luôn á. Giờ này xứ cây. Làm nhiều cái cũng giận ghê. Cái gì con? Nước ở đặng á. Tên lấy nước cho khách con. Trời ơi, nó dắt cái giọt cuối cùng mà nó còn đè dặt dắt nữa. Trời, con này nó ác ghê luôn. Trời ơi, con gái tôi hoài luôn á. Trời ơi, anh con nó dắt mà cái giọt cuối cùng mà nó dắt xong rồi nó giục rồi xong nó đem vô nó dắt nữa. Anh nghĩ sao em không lên tiếng anh. Nãy giờ mình nghe chỗ con gái mình thậm tệ luôn. Sao tệ vậy không? Rước Na đang bên anh ba nè. Thấy chưa? Ok, vậy giờ mình đi. Ok, đi ra bên nhà phải không? Ok. Ok. Đi qua bệnh coi nhà. Đi. Đi. Em anh ba đi không? Ở đây được không? Được. Ba đi đâu không? Đi đi. Chứ giờ đi đâu bỏ này được. Anh đi con chút xíu à. Anh đi coi đi. Em cũng nấu cái gì đâu. Vậy anh đi với em đi. Chơi lại nữa hả? Quay Sky đi. Cậu ba đứng đây. Cậu ba đi coi gì. Gì coi nhà gì. Anh ba biết coi hơn chị Đài. Chứ chị Đài. Chị Đài chứ coi hay á. Chị Đài coi đi rồi mai mốt ấy còn đi coi nữa mà. Tôm không nướng mà ngon ra ngọt ngay luôn. Tiên tôi lấy này cũng đổ vô trong chỗ cái đống đó đó, đống cỏ đó, cái đống cỏ mà xanh đấy. À cái đống cỏ mà con hơi đổ vô giấy không vậy? Góc lại luôn hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hả con em. Rồi, bò luôn. Bò bỏ vô cái dĩa đen đó nè. Sắp bò bỏ vô dĩa đen. Rồi coi. Rồi. Vậy trời ơi, lật ngược lại không, kéo này ra mở nắp lên, có cái vòng có khoen đó con thấy không, rồi bỏ đây đây nè, bỏ kéo này ra rồi sắp một hàng vô. Đây, đây, đây. Đấy, hết rồi, mình hết. Bỏ hai lớp luôn nha. Không, một lớp à. Chút còn sỏ lụi nữa coi. Rồi, dẹp cái thao đó luôn. Bị khét không? Ừ, phải lột cái đó. Ừ. Lột không được vỏ thôi, ít nhất phải lột cái chân. Ủa, ừ. Thấy không ghét. Không biết không? Ừ, vỏ cũng phải lột cái chân. Ừ, gà nhầm nói hả? Ừ. Nhầm biết hợp như là... Nó mới gắt tội. Nó không bắt gắt tội với bột. Thank you.
Thôi thôi đừng quăng nữa. Nó đã nóng rồi. Nó đã hơi bị khét. Nướng cây này thất bại. Ngon nha con. Nó không nướng mà cây này. Cây này nó trơn quá. Tôi tính nướng cái này nó không cháy. Nó móc vô đây rồi. Hai cây thì nó không xây con. Một chút bà lật cái cục bờ nó không bị xây tròn. Oh, that's almost coming from there. It's a shadow. Oh my god, so much work. Mấy đứa giờ làm gì ăn đi. Wait, is that that? That's not how science works.
how it works. Anh đi. Anh đi. Anh đi.